Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khởi xướng chiến dịch vận động tự do cho tù nhân chính trị trên khắp thế giới. Vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, trong tuyên bố khởi xướng sáng kiến ủng hộ cho tù nhân chính trị không có lý do chính đáng, without just cause, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong khi những tù nhân chính trị trên khắp thế giới vẫn phải chịu đựng những năm tháng bị giam cầm ròng rã sau những song sắt, chúng tôi đã quyết định khởi xướng chiến dịch không có lý do chính đáng này để giúp nâng cao ý thức của quốc tế đối với các trường hợp của tù nhân chính trị cùng với gia đình của họ và nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc trao trả tự do cho hầu hết những người bị giam giữ một cách bất hợp pháp trên toàn thế giới. Hình ảnh tuyên bố khởi xướng sáng kiến ủng hộ cho tù nhân chính trị không có lý do chính đáng trên website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nói về thực trạng ở các quốc gia đang giam cầm tù nhân chính trị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tường thuật một số bị bắt giữ nhằm trả đũa cho việc chống đối lại chính phủ, vạch trần nạn tham nhũng hoặc đưa ra các báo cáo chỉ trích. Một số chính phủ đã lạm dụng hệ thống luật pháp nhằm hướng mục tiêu đến những người ủng hộ tự do hoặc những người phản đối họ với những cáo buộc vu khống, bao gồm khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm mạng, đưa tin giả hoặc có hành vi bạo lực. Nhiều người bị xét xử tại các phiên tòa không công khai hoặc không có công luận giám sát, trong khi một số người khác bị bắt giữ mà không có nhận được bất cứ sự hỗ trợ pháp lý chính thức nào. Trong các trường hợp nổi bật, cái tên Phạm Đoan Trang của Việt Nam cũng đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc đến. Cô Phạm Đoan Trang, một nhà báo, người đấu tranh nhân quyền, kiêm Facebooker nổi tiếng và là tác giả của những quyển sách không chịu sự kiểm duyệt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam như Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực. Cô cũng là một trong những người sáng lập nên tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ với tên Sáng kiến Pháp lý Việt Nam và là biên tập viên của Luật Hoa tạp chí. Hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang viết về những quyển sách của cô được nhà xuất bản Tự do xuất bản. Cô bị bắt giữ với tội danh tuyên truyền chống nhà nước vào ngày 7 tháng 10 năm 2022. Trong một phiên tòa phúc thẩm tháng 12 năm ngoái, cô bị kết án 9 năm tù. Trước bản án hà khắc, Liên Hiệp Quốc cùng nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng phản đối vì cho rằng cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc bày tỏ ý kiến của mình một cách hòa bình. Nhà báo Phạm Đoan Trang sau khi bị bắt đã tiếp tục nhận được thêm nhiều giải thưởng của các tổ chức nhằm vinh danh cô, như giải thưởng hàng năm dành cho những nhà bảo vệ nhân quyền Martin Ennals vào ngày 19 tháng 1 năm 2022, giải thưởng Tự do báo chí quốc tế năm 2022 của Ủy ban bảo vệ nhà báo CBJ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã trao giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế cho cô vào giữa tháng 3 năm 2022. Hình ảnh danh sách tù nhân chính trị trong chiến dịch không có lý do chính đáng của Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập đến Phạm Đoan Trang. Nói thêm về trường hợp của Phạm Đoan Trang, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là một nhà báo và tác giả nổi tiếng, cô Phạm Đoan Trang đã đấu tranh hòa bình cho quyền con người, pháp quyền của một Việt Nam tự do, dân chủ hơn. Cô đã dũng cảm đưa tin về những vấn đề nhân quyền mà trước đây truyền thông Việt Nam bưng bít và xứng đáng với danh hiệu Phụ nữ can đảm quốc tế 2022. Cô bị tuyên án 9 năm tù vì các nỗ lực vận động của mình. Không thể có tình trạng người bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa phải đối diện với cảm giác sợ hãi trong lao tù như thế. Sáng kiến không có lý do chính đáng sẽ bao gồm việc hỗ trợ ngoại giao và truyền thông công chúng ở Washington và tại một số đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài trên khắp thế giới. Chính quyền Tổng thống Joe Biden khẳng định, chúng tôi mong muốn thúc đẩy việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị thông qua biện pháp ngoại giao công chúng, cam kết song phương phối hợp với các tổ chức quốc tế và thảo luận với các chính phủ, tổ chức phi chính phủ, cùng với việc lắng nghe báo cáo từ gia đình của các tù nhân chính trị và đồng thời kêu gọi sự ủng hộ sáng kiến này của tất cả những ai tin vào tính phổ quát của nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khởi xướng chiến dịch vận động tự do cho tù nhân chính trị trên khắp thế giới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trước nhiều thông tin bất lợi, VinFast vẫn tham vọng lên sàn trên đất Mỹ. Hãng tin Bloomberg ngày 10 tháng 1 dẫn từ nguồn tin nội bộ cho biết, nhà sản xuất xe điện VinFast thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đang cân nhắc
việc phát hành cổ phiếu lần đầu trên thị trường chứng khoán Mỹ IPO trong quý 2 năm 2023. Hãng xe của tập đoàn Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng thành lập đã làm việc với các ngân hàng bao gồm JP Morgan Chase & Co. và Citigroup Inc. về kế hoạch niêm yết của họ theo một hồ sơ vào tháng 12 năm 2022. Một nguồn tin giấu tên cho Bloomberg biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về chi tiết tiến hành đợt IPO này, cũng như thời gian vẫn có thể thay đổi. Tuy nhiên, người đại diện của VinFast từ chối bình luận thêm. Hình ảnh bài viết đối thủ Việt Nam của Tesla cân nhắc IPO tại Mỹ vào quý 2 trên báo Bloomberg. Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu của VinFast đã được lên kế hoạch gần 2 năm trước. Vào đầu năm 2021, hãng tin Bloomberg cũng đã đưa tin lần đầu tiên rằng Vingroup đang xem xét IPO với tham vọng kêu gọi được 2 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho hãng xe điện. Vào tháng 4 năm 2022, công ty con của Vingroup đã nộp hồ sơ xin đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu với các cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ. Hồi tháng 7 năm 2022, VinFast cũng cho biết họ đã ký thỏa thuận với các ngân hàng để huy động ít nhất 4 tỷ đô la nhằm giúp mở rộng thị trường tại Mỹ và có khoảng 73.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu đối với các mẫu xe điện của mình. Vào 25 tháng 11 năm 2022, truyền thông nhà nước Việt Nam rầm rộ đưa tin hãng xe VinFast trở thành hãng ô tô Việt Nam đầu tiên xuất khẩu lô 999 chiếc xe điện VF8 sang Mỹ. Tuy nhiên, sau đó công ty này lại trì hoãn việc giao xe vào tháng 12 cho khách hàng Mỹ, chuyển sang tháng 1 năm 2023 với lý do là các ngày nghỉ lễ kéo dài. VinFast cũng có kế hoạch tung ra những chiếc xe điện của họ ở Canada và châu Âu vào đầu năm 2023, Bloomberg cho biết thêm. Hình ảnh lô 999 chiếc xe ô tô điện VinFast tại cảng Hải Phòng hôm 25 tháng 11 năm 2022 chờ xuất đi Mỹ. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội gần đây, có nhiều thông tin về việc xe điện của VinFast chưa có chứng chỉ EPA nên không được lưu hành tại Mỹ, chủ sở hữu xe không mua được bảo hiểm. Chứng chỉ EPA của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Liên bang Mỹ xây dựng các tiêu chuẩn về khí thải. Các tiêu chuẩn này mang tính bắt buộc trên toàn nước Mỹ đối với xe mới đưa vào lưu hành cũng như xe đang sử dụng. Trái với những tầng bóc dành cho VinFast của truyền thông nhà nước từ trước tới nay, sản phẩm xe điện của hãng này đã hứng chịu không ít những chê bai từ báo chí Mỹ và nhận không ít chỉ trích từ các video clip đánh giá sản phẩm xe điện VF8 từ các YouTuber nổi tiếng có lượt theo dõi lớn. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, luật sư Nguyễn Văn Đài đã có bài bình luận báo Mỹ chê xe VinFast đắt và pin kém, hậu quả ra sao với VinFast. Ông trích dẫn hai bài báo được đăng hôm 13 tháng 12 năm 2022 trên trang MotorTrend chuyên về ô tô và trang .LA chuyên về công nghệ. Đánh giá tổng quan, các tác giả của hai bài báo cho rằng ô tô điện VF8 của hãng VinFast khó cạnh tranh ở Mỹ. Ông Đài đánh giá đây là thất bại đầu tiên của hãng xe VinFast trên lĩnh vực truyền thông khi bước chân vào thị trường Hoa Kỳ. Hình ảnh video đánh giá lần đầu lái thử mẫu xe VF8 của YouTuber Kyler Connor. Hôm 10 tháng 1 năm 2023, kênh YouTube Our Spec Review có hơn 100.000 người theo dõi đã đăng tải đoạn video đánh giá trải nghiệm của ông Kyle Connor, một người đánh giá xe hơi nổi tiếng. YouTuber người Mỹ lần đầu lái xe VinFast VF8 đã đưa ra kết luận tôi ước mình đã không lái nó và cho rằng chiếc xe này chỉ đáng từ 30-40.000 đô la, chứ không phải là từ 55-62.000 đô la như giá bán hiện nay của hãng. Trước đó, vào ngày 4 và 6 tháng 12 năm 2022, một YouTuber khác tên Tom Peng là một người rất ưa chuộng hãng xe Việt Nam VinFast đã đăng tải hai video cho biết chiếc VinFast VF8 của mình mắc lỗi nghiêm trọng đến 2 lần. Tiếp sau đó, YouTuber này cũng liên tiếp đăng tải những video phân tích lỗi của những chiếc xe VF8 đời đầu cũng như tình trạng khắc phục lỗi trên chiếc xe yêu thích của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin trước nhiều thông tin bất lợi VinFast vẫn tham vọng lên sàn trên đất Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm D.